55. Thứ tiểu nhân này e là vừa ra khỏi hầm cốc đã gạt hết những chuyện mình đã hứa ra sao rồi. Tiểu nhân ắt sẽ không lỗi. Chẳng hạn như cái tên Quách Khai này, tùy cơ hành sự, đánh nặng tìm nhẹ, so với Triệu Yểm chỉ có hơn chứ không hề kém. Quả nhân muốn đấu với Triệu Yểm, chỉ một quân cờ Quách Khai đã có thể ngang 10 dạng tinh giáp. Nhưng Triệu Dương Yển cũng không phải loại vừa, thật sợ hắn sẽ không dễ dàng cắn câu. Đúng, Triệu Yển tính tình đa nghi, muốn dụ hắn vào tầng nhất định phải bài mê trận mấy lần mới được. Thần Nguyện đến Hàm Đan bố trí giúp Đại Dương. Nếu tiên sinh đi được, dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng quả nhân có việc quan trọng hơn cần giao phó cho tiên sinh làm. Quý Liêu nói chí phải, đại tần ta cần khiến lục quốc nội loạn để họ không thể phân thân lo chuyện hợp tung chống tần, nên quả nhân muốn đem nhiệm vụ kết giao quyền quý giao cho tiên sinh làm. Dân truyền lệnh Diêu Giả đúng nhược, ngày mai vào cung, quân thần chúng ta cùng suy diễn sách lược đối phó Triệu lại một lần nữa. Dân. Lúc sắp tới Hàm Đan thì tách khỏi xe ngựa phía sau. Đại nhân, tại sao vậy? Ngu. Nếu để người của Xuân Bình Quân nhìn thấy, ta còn biện bạch nổi hay sao? Được thuyết minh bởi tv2s.org. Thừa tướng nhất giả. Tiểu nhân nghe nói thừa tướng gặp nạn, ngày đêm trằn trọc. Đúng thế, ngày đêm trằn trọc. Thừa tướng, sau khi ta đi rồi, cục diện ở Hàm Đan thế nào? Đại Dương biết tin thừa tướng bị người Tần bắt, đoán thừa tướng khó thoát khỏi tay người Tần, hạ chiếu đề cử thừa tướng mới. Xuân Bình Quân đề cử Lý Mục làm giả tướng. Các võ tướng đồng loạt tán thành. Đại Dương đã triệu Lý Mục đến Hàm Đan. Ta vì Đại Dương mà dấn thân vào hiểm cảnh, Đại Dương lại bạc bẽo với ta như thế. Đại Dương ra ngoài săn bắt, thừa tướng nên lập tức diện kiến Đại Dương, khiến Đại Dương thu hồi chiếu lệnh. Dương Hậu bây giờ đang ở đâu? Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Đại Dương, Đại Dương. Quách Khai, Đại Dương. Có phải quả nhân qua mắt rồi hay không? Chẳng phải ngươi đã bị người Tần bắt rồi sao? Đại Dương, Đại Dương,
thần cụ tử nhất sinh mới thoát khỏi hang hổ của người Trần. Đại Dương, thần còn tưởng kiếp này không thể hầu hạ Đại Dương được nữa rồi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, thật đã đắc thủ, dự định đưa Triệu Cơ trở về Hàm Đan, nhưng không ngờ Tần Dương hôm đó lại đến Ung Thành để đón Triệu Cơ về. Hắn phát hiện Triệu Cơ mất tích, bèn dâng thiên la địa vọng để truy bắt thần. Thần đã tùy cơ ứng biến, liên tục hóa hiểm thành lành. Đến lúc sắp sửa thoát khỏi Tần Quốc, Không ngờ do môn khách để lộ sơ hở, bị Tần quân kia phát giác, thần liền bị Tần quân kia bắt giữ. Môn khách đồng hành với thần đều bị giết hại. Đại Dương, thần hổ thẹn với Dương mệnh, xin Đại Dương trị tội. Người bắt cóc thái hậu của Tần Quốc, bọn họ không hề làm gì ngươi sao? Đại Dương, Doanh Chính phái người hành hạ thần, bắt thần du khống Đại Dương, để hắn còn thừa cơ đem binh công Triệu. Nhưng thần đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đại Dương, tất cả đây đều là bằng chứng. Doanh Chính cho người hành hạ thần. Vậy ngươi thoát khỏi Tần Quốc bằng cách nào? Đại Dương, thần bị Doanh Chính giam trong ngục Hàm Dương, một cai ngục trong ngục Hàm Dương. Tổ tiên của hắn là người Hàm Đan ca. Cai ngục đó khâm phục dũng khí của thần, nhân lúc ban đêm đưa thần trốn khỏi Hàm Dương. Cai ngục đó đâu rồi? Vào lúc hai người chạy trốn đã bị Tần binh giết rồi. Vậy à? Thiếp nghe nói thừa tướng đã trở về rồi. Dương hậu quả nhiên là thừa tướng, có thể thâm nhập hiểm cảnh. Triệu quốc ta chỉ thiếu bậc đại trượng phu gan dạ như thế này thôi. Đại Dương, nên bỏ dùng Lý Mục ủy thác trọng trách lại cho thừa tướng. Nàng mà hiểu cái gì? Hắn vào Tần bắt cóc thái hậu người Tần, bây giờ Tần quốc chắc chắn là đang thịnh nộ, đòi hương binh công đánh Triệu quốc ta. Ta buộc phải bổ nhiệm một giả thừa tướng để Lý Mục dốc sức làm việc cho ta. Quách Khai Xuất thì bị người Tần giết, là công thần của Triệu quốc rồi. Đại Dương, nếu còn lập giả tướng thì đẩy Quách Khai vào thế nào chứ? Quả nhân cũng không ngờ được, sao hắn lại chạy thoát khỏi Tần quốc. Đại Dương, Đại Dương, thần từ nhỏ ra theo Đại Dương, hết mực trung thành. Đại Dương, Đại Dương,
Lý Mục đó, Lý Mục là người của Triệu Dật. Nếu hắn đắc thế, Triệu Dật sẽ càng không tốt với Đại Dương. Tình thế trong thế này thì quả nhân hiểu rõ hơn ngươi, quả nhân cũng sẽ tự biết cân nhắc. Đại Dương có tin tức của Hàm Đan rồi. Miếu Đường Triệu Quốc đề cử thừa tướng mới. Sau khi Quách Khai trở về Hàm Đan, không được trọng dụng. Thần hiểu. Tên phản tặc Đống Nhược đang ở đâu? Vẫn ở biên giới Triệu Yên. Đống Nhược muốn vào Yên, bèn bị Quách Đáng Đại Nhân bắt giữ. Sau khi lục soát được bức thư này, Quách Đáng Đại Nhân bèn lệnh thám tử cấp tốc trở về Hàm Đan bẩm báo với Đại Dương. Được, mau chóng bắt tên loạn thần tặc tử đó đến Hàm Đan. Quả nhân phải lột da hắn. Dân, Triệu Thần năm nào hiện giờ đã trở thành sứ giả Tần? Đó là điều mà Triệu Quốc không muốn nhìn thấy. Triệu Dương Yển bây giờ đang từng bước tới gần cái bẫy do Tần Dương Chính bày ra. Đúng Nhược, người phản bội quả nhân, hầu hạ Tần Cẩu, không ngờ phải không? Hôm nay lại rơi vào tay của quả nhân. Ta là sứ giả Tần, phụng mệnh Đại Dương đến Yên Quốc. Không biết Đại Dương bắt ngoại thần đến Hàm Đan là ý gì? Ý gì à? Quả nhân hỏi ngươi, đây là ý gì? Nói ra cũng chết, không nói ra cũng chết. Đốn Nhược hà tất gì phải tốn thêm nước bọt? Người trước thì phản quốc bỏ đi, bây giờ lại giúp Doanh Chính Cơ Đoan gửi thư thông đồng, đáng tru di cổ tộc. Nếu người nói ra, quả nhân sẽ miễn chết cho người. Đại Dương nói có giữ lời không? Người nói hay không nói đây? Người đâu, lôi hắn ra ngoài băm thành thịt vụn. Đại Dương, ta nói thực ra Tần Dương không chỉ sai thần gửi thư cho Yên Thái Tử, còn bảo thần tiện đường đến Tề Quốc một chuyến. Liên minh Yên Tề, ba nước liên hợp để đối phó Triệu Quốc, có phải hay không? Không phải thật, Đại Dương. Vậy là vì sao? Tần Dương liên minh với Yên Tề không giả, nhưng Tần Dương thật sự muốn đối phó không phải là Triệu Quốc, Mà là Sở Quốc. Bịa. Người tiếp tục bịa đi. Lại thần nói câu nào cũng là thật. Tần Triệu giao chiến mấy chục năm, Triệu Quốc tổn thất nghiêm trọng, mà Tần Dương cũng chưa đạt được lợi ích gì. Tần Dương đã suy nghĩ Triệu Quốc là một hòn đá cứng đầu, trước mắt nhất thời vẫn chưa nuốt được. Vì thế muốn nuốt miếng thịt béo Sở Quốc trước, nhưng lại sợ Triệu Quốc chi viện cho Sở, thế nên mới phái thần xuất xứ đến Yên Tề, có thể khiến Tề Yên cản trở Triệu Quốc. Như vậy binh lực của Đại Dương chỉ có thể dây dưa với Yên Tề, mà Tần Dương lại trừ được nỗi lo sau này, dồn lực đánh Sở. Ngươi nghĩ quả nhân sẽ tin những lời ma quỷ của ngươi sao?
Hôm nay một lời đại dương nói ra, thần mất mạng, thần còn có gì để đáng giấu giếm chứ? Sở quốc tuy lớn nhưng thế tộc nhiều phe, quốc cảnh chiêu ba nhà dùng binh tự trọng. Tần Dương đang mong người sở quốc không đồng lòng, đây mới là kế hoạch. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài, cho hắn quỳ 3 ngày 3 đêm, không được đưa cơm. Đại Dương, thần đã nói cả rồi, vẫn xin Đại Dương khoan nhượng. Đại Dương, Đại Dương. Tướng quân, người thấy thế nào? Đại Dương, thần cho rằng Tần Quốc liên minh với Yên Tề là thật, đánh tan hay là phạt Sở vẫn khó phán đoán. Ba nước liên hợp đánh ta, quả nhân lại không sợ. Chỉ là việc đánh Sở đối với Triệu Quốc ta mà nói, đó là cái việc đại lợi mà vô hại. Đại Dương anh minh, diện tích Sở hơn 5.000 dặm, người mặc giáp gần 100 vạn, không giống hai nước Ngụy Hàn bị Tần Quốc sâu xé. Tần Sở đấu nhau ắt lưỡng bại câu thương, nhân lúc chúng đánh nhau, ta tu dưỡng sức lực, luyện binh nuôi ngựa, qua được khoảng thời gian này tranh bá thiên hạ với Tần Quốc. Đại Dương, nhưng làm thế nào có thể khiến cho danh chính đánh Sở là tránh được Yên Tề khai nước? Dạy Đốn Nhược lên đây. Thế nào? Người ở Tần Quốc một thời gian rồi, người có lẽ sẽ hiểu về Doanh Chính. Người nói xem, nên đối phó với Doanh Chính như thế nào? Đại Dương, thần từ khi bị bắt đến giờ chưa được ăn hạt cơm nào. Có thể cho thần ăn no, uống kỹ trước, rồi hẳn đưa ra ý kiến cho Đại Dương được không? Đại Dương, nên cho hắn ăn một trận đòn, xem hắn có nói hay không. Ba cơm, nếu như ngươi ăn no uống đủ rồi vẫn không nói ra được kế sách, quả nhân sẽ nấu ngươi. Tạ Đại Dương ban cơm. Đại Dương, kế của thần hai chữ: liên tần. Người đâu, kéo ra ngoài nấu. Đại Dương, xin hãy nghe thần nói hết, muốn giết cũng chưa muộn. Đại Dương bớt giận, nghe hắn nói đã, xem miệng chó của hắn nôn ra thứ gì. Đại Dương thử nghĩ mà xem, thứ Tần Dương cần là lúc đánh Sở Triệu không giúp Sở, còn về liên minh Yên Tề hay là Tần Triệu liên minh thì có gì khác nhau đâu. Triệu Tần liên minh để cho Tần đi xứ Sở Quốc, quả nhân cơ hội tiêu diệt Yến Quốc, chẳng phải vừa hay sao? Đốn Nhược, thay quả nhân viết bức thư cho Doanh Chính, nói quả nhân muốn liên minh với hắn. Đại Dương, Đại Dương nghĩ cho kỹ. Đại Dương, việc này
Tần Dương e là sẽ không đồng ý. Đỗ Nhược, trong vòng một tháng, nếu như Doanh Chính không đồng ý, quả nhân sẽ đấu chính ngươi. Ta phụng lệnh của Triệu Dương bái kiến Tần Dương. Cho qua. Đại Dương, hôm nay có hứng quá. Dương hậu, nàng đến rồi à? Xem quả nhân bắn từng mũi một, giết chết chó Tần như thế nào đây. Đại Dương, thừa tướng đã quay về nhiều ngày rồi, tại sao còn lạnh nhạt với hắn chứ? Ý của phu nhân, Doanh Chính muốn lấy đầu hắn. Nếu quả nhân không giao hắn cho Tần Quốc, đã không bạc với hắn rồi. Hơn nữa, hắn từ Tần Quốc có thể bình an quay về, quả nhân không phải quan sát hắn thêm hay sao? Báo. Đại Dương, công tử Thông về rồi. Ở đâu? Ở phiến điện để chờ. Gọi Lý Mục và Xuân Bình Quân vào cung nghị sự. Dân. Đại Dương, nghị sự sao có thể không gọi thêm thừa tướng được chứ? Thêm một người thì cũng thêm một mưu kế. Gọi cả Quách Khai đến đi. Dân. Thần ở Tần làm thuyết khách nhiều lần, Tần Dương ban nãy mới đồng ý miễn tội cướp Tần Thái Hậu của thừa tướng. Nhưng Tần Dương vẫn không tin. Nước ta thật sự muốn liên minh với Tần Quốc, vậy cho nên có đưa thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Tần Dương nói chỉ có Đại Dương đích thân đến Tần mới có thể bày tỏ thành ý muốn hai nước liên minh. Cái gì? Quả nhân vào Tần ư? Thần cho rằng chỉ cần Tần Quốc và Triệu Quốc hợp tác, Đại Dương vào Tần thuyết phục cũng đáng. Phim được không được minh bởi tv2s.org. Đại Dương, Đại Dương không thể vào Tần được. Doanh Chính đó thủ đoạn tàn ác. Đại Dương vào Tần, nhỡ đâu trúng bẫy của Doanh Chính, sau này ai sẽ thống lĩnh Triệu Quốc? Quả nhân yên tâm rồi. Đại Dương, yên tâm cái gì? Từ lúc ngươi trốn về từ Triệu Quốc, quả nhân vẫn chưa yên tâm. Tưởng rằng ngươi và người Tần cấu kết với nhau hợp tác để lừa dối quả nhân, xem ra là ngươi trong sạch. Đại Dương, thần đi theo Đại Dương nhiều năm rồi, sao có thể cấu kết với cái tên Doanh Chính đó được? Đứng lên đi, đứng lên đi. Quả nhân biết ngươi trung thành và nghĩ cho an nguy của quả nhân đáng để khen ngợi. Nhưng Lý Tương Quốc nói ra lời này cũng có lý. Đại Dương thận trọng. Năm đó Sở Hoài Dương đã bị cụ cố của Doanh Chính lừa đến Tần Quốc. Mỗi lúc một khác. Đại Dương, không có lý do lừa Đại Dương. Ngươi, Tần Dương, nếu dám bắt giữ Đại Dương, ắt sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Thần lập tức liên hợp 6 nước, tiến binh Hàm Cốc, đưa Đại Dương an ổn quay về Hàm Đan.
Được rồi, quả nhân biết các vị đều trung thành. Thứ Tần Quốc cần là sở quốc, hắn không làm gì được quả nhân. Đại Dương anh minh, Đại Dương giàu tần, có thể làm hai việc, đảm bảo Đại Dương bình an vô sự. Hai việc gì? Thứ nhất, yêu cầu Tần Dương lấy quốc thư mời Đại Dương vào tần và chiếu cáo thiên hạ. Tần Dương coi trọng danh tiếng, sẽ không dám hại Đại Dương. Đại Dương, lời tướng quân nói có lý. Thứ hai, Đại Dương vào tần phải xác lập trữ quân trước. Triệu Quốc đã có trữ quân, Tần Dương hại Đại Dương, kế làm loạn Triệu Quốc ta sẽ hỏng. Đại Dương, người còn lo gì lo lắng nữa sao? Lập trữ à? Quả nhân suy nghĩ thêm đã. Việc này sẽ định đoạt sao? Ai? Dương hậu, thừa tướng. Dương hậu đến đây là vì việc lập trữ quân sao? Thừa tướng quả nhiên thông minh. Nói thẳng nha, Đại Dương muốn lập trữ, trữ quân chỉ có thể là Thiên Nhi. Người có đối sách gì? Công tử gia có Xuân Bình Quân và Lý Mục phò tá hết mình. Chuyện này khó mà làm được. Khó làm thì cũng phải làm. Thừa tướng đừng quên, bản hậu đã nói không biết bao nhiêu lời tốt đẹp về ông trước mặt Đại Dương đấy. Chuyện này thần tuyệt đối không dám làm liều. Nếu như Thiên Nhi trở thành sử quân, sau này trở thành Triệu Dương, ông vẫn sẽ là thừa tướng của Triệu Quốc. Nếu công tử gia lên ngôi, vậy thừa tướng sau này không biết sẽ là Xuân Bình Quân hay là Lý Mục tướng quân đấy. Quách Khai hiểu. Đã giao 2000 lượng bạc cho gia quyến của ông rồi. Đi đây. Dương hậu đi thông thả. Thiếp chỉ xin Đại Dương có thể cho Thiên Nhi một mảnh đất. Thiếp với Thiên Nhi sẽ đến đó sinh sống. Nàng nói xem, đang yên đang lành lại kêu ca khóc lóc cho ai xem đây? Nhưng Đại Dương đã quyết định sẽ lập công tử gia làm trữ quân. Vậy thiếp với Thiên Nhi cũng không dám có bất kỳ ý niệm xa xỉ nào khác, chỉ cầu xin Đại Dương cho một nơi yên thân. Chỉ cần quả nhân còn ở đây, lẽ nào thành Thàm Đan lại không có chỗ nào cho hai mẹ con nàng dung thân? Nhưng Đại Dương sắp đến Tần Quốc liên minh rồi, Thàm Đan thành phải giao lại cho trữ quân giám sát. Ta đến Tần Quốc để ký kết cái ước liên minh, chứ không phải đi rồi không về đâu. Nào, nàng đứng dậy đi đã. Nàng đứng dậy trước đi. Nào nào, đứng dậy đi.
Làm đại dương này đến một nửa lưu thôi, còn phải ngồi xe của ngươi nữa. Dương hậu lại gây chuyện với đại dương nữa sao? Một nữ nhân chỉ nghĩ đến những chuyện của nữ nhân thôi. Đại dương đừng tức giận. Đại vương, thần nói câu thật lòng này nhé. Nếu đại dương vào tầng ký kết liên minh, hay là để thần đi cùng với đại dương đi? Ngươi không sợ người Trần hãm hại ngươi sao? Có thể đi cùng với đại dương, cho dù thần có chết ở Trần Quốc cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi nhất định phải ở lại Hàm Đan. Quả nhân đến Trần ký kết, ngươi ở Hàm Đan thành theo dõi Xuân Bình Quân và Lý Mục, bảo vệ Triệu Quốc cho quả nhân. Trong tay Lý Mục có binh lính, Công Tử Gia lại có đám người của Công Tử Gia và người trong tông thất ủng hộ, thần e là sẽ không bảo vệ được. Ngộ nhỡ thần nói là ngộ nhỡ bọn họ nhân lúc đại dương không có. Không có chuyện ngộ nhỡ. Dân là thần nói sai. Nghe theo đại dương hết à? Đại dương, Công Tử Gia đã đến tuổi vũ tượng, vậy lý nên đi cùng đại vương để kiểm duyệt Triệu Quân. Cũng được, quả nhân đang có ý này. Đại dương vạn năm. Đại dương vạn năm. Thái tử vạn niên. Đây có chuyện gì thế này? Đúng vậy, Triệu Dương Yển vốn đã không yên tâm, triệu vật Lý Mục âm thầm nâng đỡ Công Tử Gia làm thái tử. Một tiếng thái tử vạn năm vừa mới thốt ra lại khiến cho hắn hạ quyết tâm thay đổi lập Công Tử Thiên làm thái tử. Triệu Yển này muốn quả nhân phải thiết đãi như quốc thư, chiếu cáo thiên hạ về việc hắn đến tầng. Được, quả nhân sẽ làm đúng như ý nguyện của hắn. Mong nghị tướng quân đến. Đại dương, khách khanh đưa mật tin đến, trình lên đây. Dân Triệu Dương đã lập Triệu Thiên làm trữ quân, thần không thể về tầng. Hay, đưa hai bức bạch thư này
giao cho Thượng Khanh với Đình Quý. Dân. Xem bức bạch thư này của Triệu Yển, có thể thấy được nguyên nhân trong đó. Nét bút thô thiển, nhưng lời lẽ vẫn coi như lưu loát. Đối chiếu hai bức này, văn tự của Tần Quốc với Triệu Quốc rất khác nhau. Quả nhân thấy quốc thư của Triệu Yển, trong lòng lại có một suy nghĩ. Ngôn ngữ của bảy nước gần giống nhau, nhưng văn tự lại khác biệt. Các quốc đều có những riêng của mình. Lấy ví dụ cùng một chữ Triệu Quốc với Tần Quốc viết khác nhau hoàn toàn. Quả nhân muốn đưa tiền phải để sĩ nhân trong thiên hạ, như vậy thì lục lĩnh mới có thể thông hành thiên hạ được. Đại dương chuyện thống nhất chữ viết đúng là nên làm. Triều đình Thương Châu chia để trị, chư hầu các nước không hay qua lại với nhau. Các loại dân tự khiến cho giáo dục trong thiên hạ bị bó hẹp, khó mà giao tiếp. Lúc thần ở Tắc Hạ học cung, cũng đã từng vì điển tích sáu nước với những chuyện viết linh tinh trong sách mà phiền não. Hôm nay đại dương có ý định thống nhất chữ viết, nhất định sẽ trọng cho dạng đời Hoa Hạ. Lý Tư, có thần. Quả nhân giao chuyện này hoàn toàn cho ngươi xử lý. Đại dương giao phó chuyện thiên cổ này cho thần, thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thái phó đến rồi à? Đại dương. Thái tử. Đại dương, Xích Hầu đến báo, Triệu Dương sắp đến Hàm Dương, liên minh với Tần. Triệu Tần liên minh, đúng là không phải chuyện tốt đẹp rồi. Đại dương anh minh, thần cũng đang suy nghĩ như thế. Triệu Tần liên minh, Triệu Quốc sẽ hết nỗi lo hậu cố, e là sẽ tiếp tục phát binh đánh ta. Đại dương, sau khi người Yên ta làm Chu Dương chính tông họ Cơ, Mã Nô Triệu Quốc mà dám phạm phải, nhất định sẽ khiến quốc gia này có đi mà không về. Phụ Dương, Triệu Quân hâm hiểm, tướng tốt cũng không địch lại. Năm đó là vì sự thất bại của Liêm Pha, Đại Yên ta tuy yếu đi nhiều, đến nay vẫn chưa hồi phục. Di thần cho rằng ngăn chặn Triệu Tần liên minh mới là thượng sách. Thái tử nói rất có lý, duy nhất bây giờ không được để cho Triệu Tần hai quốc gia này liên minh với nhau. Triệu Dương, Tần Dương, lẽ nào là công thần của quả nhân hay sao? Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Thái phó, người cảm thấy bọn họ sẽ nghe lệnh của quả nhân hay sao? Đây, đại dương phái tử đệ Dương Tộc làm con tin ở Hàm Dương, lấy được lòng tin của Tần Dương. Nếu lúc này Tần Dương liên minh với Triệu Dương thì cũng sẽ không ngồi nhìn Triệu Quốc tiêu diệt Yên Quốc đâu. Ý này hay đấy.
Phụ Dương, Nhi Tần mặc dù có quen biết với Tần Dương, nhưng lần trước lúc con đến Tần đã bị hắn ghét bỏ rồi. Lần này Nhi Tần sẽ không đến Tần Quốc một lần nữa đâu. Con là thái tử, thái tử làm con tin mới có thể thể hiện được tấm lòng của Yên Quốc ta, người Tần mới có thể tin tưởng. Con xem dáng vẻ của con bây giờ đi, giống y như nữ nhân vậy, sợ đông sợ tây, sau này sao có thể gánh vác được vương vị của Yên Quốc? Phụ Dương, đi hay không đi? Nhi Tần tuân mệnh. Chương 9.